Jennie nhiễm thói xấu giống vì BTS thô lỗ ở sân bay, Rose không tái ký, Blackpink tan rã. Trước thời điểm gia hạn hợp đồng, trong khi Rose và Lisa được cho là sẽ không tái ký hợp đồng với YG, khiến Blackpink trên bờ vực tan rã, thì Jennie tiếp tục vướng nhiều tranh cãi ồn ào. Vừa qua, Jennie trở thành tâm điểm bàn luận trên nhiều diễn đàn mạng xã hội khi bị chỉ trích vì hành vi cư xử thô lỗ, thiếu tôn trọng người hâm mộ. Cụ thể, sau khi Jennie kết thúc lịch trình tại Paris và đáp chuyến bay đến sân bay ở Hàn Quốc, người hâm mộ và giới truyền thông đã có mặt ở đó để chào đón đưa thông tin. Trong một video được đăng tải từ một trang tin, Jennie tránh mọi ánh mắt và lời chào từ đám đông, chọn cách che kín gương mặt trong một chiếc khăn trùm đầu và đeo khẩu trang. Sau đó, cô tiến thẳng ra chỗ khu vực xe đang đợi. Điều này tạo nên những tranh cãi dữ dội. Nhiều người chỉ trích Jennie thô lỗ khi xem thường fan hâm mộ, trong khi họ cho rằng các thành viên còn lại trong nhóm Blackpink đều chào và thân thiện với fan. Nhiều khán giả khuyên Jennie nên có cách cư xử tinh tế hơn. Thậm chí netizen còn cho rằng cô nàng đang nhiễm thói xấu từ bạn trai tin đồn vì BTS. Trước Jennie, nam idol cũng từng bị chỉ trích vì thái độ lạnh lùng, không chào người hâm mộ và phóng viên ở sân bay. Vụ việc ồn ào đến mức V sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, về phía Jennie, nhiều fan hâm mộ của Blackpink đã chỉ ra điểm chưa hợp lý ở video. Theo đó, họ cho rằng video này đã bị cắt nên không mô tả toàn bộ hành trình của bốn cô gái. Trong đoạn video dài hơn, Jennie và các thành viên Blackpink đã cúi chào giới truyền thông và khán giả rồi mới di chuyển đi đến chỗ khu vực xe chờ sẵn. Việc các video không rõ ràng này gây ảnh hưởng tên tuổi của Jennie. Chính vì thế, các fan yêu cầu các bên đăng tải phải có lời xin lỗi đến nữ thần tượng. Thời gian tới, việc tái ký hợp đồng của Blackpink đang rất được quan tâm khi YG lộ tham vọng tạo ra Blackpink thứ hai và cho debut nhóm nữ Baby Monster. Vừa qua, một đoạn clip tập luyện của thành viên Baby Monster, Ayeon, bất ngờ nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến đã cho rằng Ayeon mang đến cảm giác rất giống Jennie, từ ngoại hình cho đến cách rap. Thậm chí có người còn nói rằng Ayeon là bản sao Jennie hay con gái của Jennie. Nếu những nhận định của dân mạng là đúng, thì có thể thấy được YG đang tham vọng tạo ra một Jennie thứ hai. Bởi hiện tại, Jennie là nữ idol K-pop có sức ảnh hưởng nhất nhì thế giới. Việc tạo ra một phiên bản thứ hai là nước cờ có toàn tính trong trường hợp Jennie chấm dứt hợp đồng với công ty. Blackpink ra mắt năm 2016, đồng nghĩa với việc bốn cô nàng sẽ kết thúc hợp đồng với YG Entertainment vào 2023. Trước đó, mạng xã hội cũng râm ran tin đồn nhóm sẽ tan rã sau khi kết thúc hợp đồng, khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang. Đặc biệt mới đây, cư dân mạng Hàn còn khẳng định Rose sẽ là thành viên đầu tiên của Blackpink không tái ký với YG. Cụ thể, một bộ phận cư dân mạng đã phát hiện chủ tịch Capitol Records đã follow theo dõi Rose trên nền tảng Instagram. Rose cũng chính là idol K-pop duy nhất được anh theo dõi trên mạng xã hội này, nên nhiều người càng đặt nghi vấn về sợi dây liên kết giữa chủ tịch Capitol Records và Rose. Capitol Records nổi tiếng là công ty của ban nhạc huyền thoại The Beatles. Chính vì vậy, đứng trước nghi vấn trên, nhiều người ủng hộ và cho rằng nếu Rose đầu quân về công ty này sẽ được tự do hoạt động solo thay vì có nhiều mặt hạn chế khi còn ở trong YG. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến phản bác khi cho rằng chủ tịch Capitol Records cũng follow tài khoản của nhóm nhạc K-pop IVE, nên việc theo dõi Rose trên Instagram là điều hoàn toàn bình thường. Trước đó, truyền thông Hàn Quốc nhìn nhận về quá trình Blackpink tái ký hợp đồng với YG và được cho là sẽ không suôn sẻ do định giá của cả nhóm ở thời điểm hiện tại đã tăng lên rất nhiều. Không chỉ Rose, thành viên Lisa cũng được người trong ngành có kinh nghiệm ở thị trường nước ngoài tiết lộ cô được bảo lãnh với con số 100 tỷ won, khoảng 1.909 tỷ Việt Nam đồng để rời YG. Nhóm sẽ hết hạn hợp đồng với công ty chủ quản YG vào năm 2023. Nhiều đồn đoán cho rằng bốn cô nàng sẽ tách ra tập trung cho sự nghiệp riêng thay vì tiếp tục hoạt động với cái tên Blackpink. Nếu tách ra hoạt động cá nhân, các thành viên của Blackpink sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp theo sở trường riêng. Tuy nhiên, nếu không tái ký hợp đồng với YG thì rất có khả năng các thành viên không được giữ cái tên Blackpink cũng như sử dụng các bản hit trước đây của nhóm để đi trình diễn. Chưa kể, việc thiếu đi sự hỗ trợ của công ty chủ quản cũng khiến các cô gái gặp ít nhiều khó khăn khi hoạt động độc lập.